Nãy giới thiệu bạn một cái bao đến từ Conrad Johnson mà như tiêu đề mình nói, có cái bao này thì dàn loa sẽ trở nên hay hơn rất là nhiều. Model của nó là MV52, mặt tiền gold rất là sang trọng, rất là trang nhã, và có hai cái quai sách này đó. Những cái hãng Conrad Johnson thì nó làm cái thiết kế của nó luôn là những cái thiết kế rất là độc đáo, nó không có phải là quá cầu kỳ nhưng mà cũng không phải là quá đơn điệu. Thì chúng ta sẽ thấy là cái logo Conrad Johnson nằm chính giữa, và ở dưới đây là một dòng chữ là on top ultralinear amplifier. Thì đây là một cái bao âm ly mà tất cả đều là bóng đèn, chứ không phải là nó có phải là kết hợp giữa đèn hay là bán dẫn, mà nó là thuần đèn nha. Công tắc nguồn này, điện 120V, hàng từ Mỹ về. Đặc biệt con bao này thì được nâng cấp 4 bóng khuyết đại là L34 CNN, bóng đất nha. Bóng đất thì tất nhiên chất lượng nó sẽ tốt hơn bóng Nga rất là nhiều. Điện 120V nha các bạn. Thiết kế rất là cầu kỳ và rất là nhìn nó rất là vintage, rất là cổ điển. Nó cũng sẽ có một cái nắp để chúng ta, nó sẽ bảo vệ khỏi bị nóng khi chúng ta sờ tay vào, hoặc là lỡ mà chúng ta để cái gì nó rớt thì nó không có bị đụng cái bóng đèn này. Cái bao này thì nó được sản xuất vào những năm khoảng 90, và cái dòng này thì nó chạy bóng L34 cho phần khuếch đại nha. Thì cái chúng ta chơi cái bao này thì có thể gắn một cái rề vừa tiền, rề bán dẫn hoặc là rề đèn cũng được, nhưng mà không cần phải quá mắc tiền. Thì cái con Conrad Johnson MV52 này thì nó xài là 4 bóng L34 CNN, 2 bóng 12AX7 và 2 bóng 6FQ7. Thì mình nhớ mang máng vậy. Bây giờ mình sẽ tháo bên trong cho các bạn xem rõ hơn nha. Tháo bên trong cho các bạn xem rõ hơn. Về cái công suất ra loa của nó thì nó được là, mặc dù là đèn nhưng mà công suất rất là lớn nha, 8 ohm là ra được 90W cho một cặp. Còn 4 ohm thì nó sẽ ra được là 120W cho một cặp, rất là lớn. Nó nặng, nó chiều ngang của nó thì cỡ là 47 nha. Tại vì nó nhô ra hai bên này là cỡ 47. Rồi bây giờ các bạn cùng mình tháo ra để xem bên trong, và sau đó mình sẽ test nhạc luôn cho các bạn nghe nha. Bạn đã được xem bên trong cái nội thất bóng đèn của con Conrad Johnson, model là MV52 này. Đây, nó chạy là 4 bóng L34 của hãng CNN Đức. CNN này. Đó. Những bóng này rất là mắc tiền nha. Nguyên cái bộ bóng này không đã lên đến 10 triệu rồi. Hai bóng 12AX7, hai bóng 6CQ7. Đó. Còn mà mặt bên trong nó còn rất là vàng. Ở trong này nè, ở phía trong này mình rọi bị mình thấy là tất cả nó còn rất là đẹp. Ở phía dưới cái lớp mà bằng kim loại mạ vàng này còn rất là đẹp nha. Các cái tăng phô không bị hoen rỉ gì đâu nha. Đó. Cái dòng này thì nó không có, nó làm cái mạch này che hết cái các cái tụ ở dưới rồi, nên chúng ta không có xem được giống như những cái bờ rề kia. Nhưng mà cái trụ, các cái tụ điện bên trong này nó còn khủng hơn những cái bờ rề Conrad Johnson BV14 hôm trước mình bán rất là nhiều. Và bây giờ mình đậy nắp lại và mình test nhạc nha. Thank you.
This is a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message from millions. Say keep don't go. Ten thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. Say keep on going. Oh, don't take my phone. Keep don't go. Keep don't go, nah, nah. Don't go.
Bring my brother Tommy out again.